Anh nghĩ là Khánh chạy đi. Khánh chạy đi xong anh chạy theo. Thôi chạy đi, đè lại đi. Đừng lên con đường, đừng lên, đừng lên. Không, em không có chạy thế này đâu. Chạy đi. Chạy đi, anh đi tìm câu hỏi nhanh lên. Mình có 30 phút rồi đó. Nhờ anh á. Ấy, xe đạp này của em mà kỳ vậy. Em có thể giúp anh một cái món ăn đặc sản ở Pleiku á mà người ta anh chưa chạy xe này bao giờ luôn. Rất là rung. Em đụng nha. Đường ở đây thì là đường đèo không mà nó lên dốc xuống dốc cho nên là đi xe ở đây dường như là bất tiện. Đi bộ thấy đỡ mệt hơn. Bạn đồng hành của em sẽ đẩy gậy với lại ba người trong các anh để ai chiến thắng thì được con gà. Mình đây y. À, anh. Dạ. Hai, một, bắt đầu. Cố lên.